Và kính thưa quý vị, Belarus đã diễn binh mừng ngày độc lập. Theo tin từ Minsk, hôm qua Tổng thống Alexander Lukashenko đã chủ tọa cuộc diễn binh mừng ngày độc lập, khen ngợi quân đội Belarus và đã kích các nước Âu Châu can thiệp vào công việc nội bộ. Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela sau khi tham dự một cuộc hội nghị ở Moscow cũng đã bay qua Belarus và cùng Tổng thống Lukashenko quan sát cuộc diễn binh. Trong lúc có mặt ở Moscow, Tổng thống Maduro đã bày tỏ cảm tình với Edward Snowden là điệp viên tiết lộ chương trình theo dõi bí mật của Hoa Kỳ. Diễn tả, Snowden là nhà tranh đấu dân quyền, nói rằng sự tiết lộ của người thanh niên trẻ này rất quan trọng, cần phải được nhân viên quốc tế bảo vệ. Ông Lukashenko cầm quyền ở Belarus từ năm 1994. Chính phủ Tổng thống George W. Bush từng gọi ông ta là nhà độc tài cuối cùng ở Âu Châu. Trong cuộc diễn binh, ông Lukashenko đã lên án sự can thiệp của ngoại quốc, nói rằng một số nước và những khối quân sự đã can thiệp vào nội bộ các nước khác và đã có hành động khủng bố quốc tế, thách thức sức mạnh của quân đội Belarus. Nhưng quân đội Belarus sẵn sàng bảo vệ quốc gia. Trong năm ngoái, Liên Âu đã cấm vận du lịch ông Lukashenko, phong tỏa tài sản ông ta và nhiều viên chức trong chính quyền.